chơi World Cup free, đá F4 đi để nhận hàng triệu những phần quà độc quyền tại worldcup.f4.garena.vn. Sau khi xem xong clip thì mọi người có thể vào wescan.vn/tabi để có thể tham gia trả lời những câu hỏi cùng với mình nha. Miễn phí mà sẽ lại có rất nhiều những phần quà dành cho anh em. Dũng Bùi đã tặng cho Tabi 100.000 đồng. Thế nhỉ? Nay chơi SV Thái à thật. Ok, cảm ơn Dũng Bùi nhá. Hôm nay thầy chinh phục top 1 Thái luôn. Anh em ơi, người Việt Nam đầu tiên chinh phục xem ở Thái. Người Việt Nam đầu tiên chinh phục xem ở Thái. Được chưa? Người đá viên VIP nhất Thái Lan đấy. À, mày Việt kiều Thái. Son Heung-min. Gunit. Gunit. Sút như thế được chưa? Hả? Sút như thế được chưa anh em? Còn làm bá chủ. Rồi biểu Gunit. Gunit. Đá bóng này thua nhỉ. Nhịp nhàng nó vẫn có, nó vẫn có từ xem vào Việt rồi đến xem vào Thái. Mày bắt, mày mày bắt đi. Visa Computer, một trong những địa chỉ uy tín hàng đầu về PC gaming, linh kiện điện tử và chăm sóc khách hàng. Đến với Zinsac, bạn sẽ luôn được phục vụ chu đáo, tận tình nhất, sẽ giải đáp mọi thắc mắc của bạn về PC gaming. Và đừng quên nói với Zinsac rằng tôi có mã giảm giá Tabi để nhận được 10% ưu đãi khi mua sản phẩm. Không nghĩ là nó update cái thứ lâu. Hôm nay thì hôm nay em có thể nhìn cái dòng chữ ở đây thì anh em có thể thấy là tôi đang chơi ở server Thái. Chơi xem vào Thái thì nó khổ cái mỗi là bây giờ mình điều chỉnh cái thứ anh em ạ. Bây giờ mình điều chỉnh nhạc, điều chỉnh âm, điều chỉnh nút điều khiển các thứ thì đâu biết là cái gì, là chữ Thái thôi. Thế là cũng không biết là điều chỉnh kiểu gì, tí nữa set chiến thuật thì không biết là set kiểu gì luôn. Dũng Bùi đã tặng cho Tabi 100.000 đồng. Thế nhỉ? Nay chơi SV Thái à thật. Ok, cảm ơn Dũng Bùi nhá. Hôm nay thầy chinh phục top 1 Thái luôn. Anh em ơi, người Việt Nam đầu tiên chinh phục xem vào Thái. Người Việt Nam đầu tiên chinh phục xem vào Thái. Được chưa? Người đá VIP nhất Thái Lan đấy. À, mày Việt kiều Thái. Many hours later. Thái với chúng tôi này, tầm này Mr. Sóc 98. Quả này gặp Mr. Sóc cũng như tôi ngạc thêm tí vào đây để tôi chuyển sang của tên Tabi. Quả nick này của một người anh hỗ trợ mình vào xin xe vào Thái cái đạt các thứ. Thế là bảo là anh cũng không chơi mấy cầm mà chơi. Tí nó hết trận này tôi ra soi danh đứng đầu bên Thái là thằng nào để mà tôi phập tôi đấy. Đéo tin. Hơi delay một chút nha, hơi delay một chút. Hơi delay một chút. Có một độ trễ. Không biết là nó giống cái cảm giác của anh em Sài Gòn họ đá không nhưng mà hơi trễ một chút. Thì nhịp trễ mình sẽ đá theo kiểu trễ thôi. Khả năng xe vào group VR4 Thái Lan lại vào xe vào đi còn gì nữa. Hơi nặng một chút. Như ở mình quen đá binh 2 rồi đấy. Không nhiều thì không nhiều lắm đâu. Không nhiều lắm. Nhưng mà nó khi mà gặp những cái người mà đá hay thứ là nó ảnh hưởng cho con gắm người đá kém nên nó không ảnh hưởng mấy đâu. Sao mà 1-0 1 out rồi nhờ? Khổ. Một game thủ Thái Lan từng nhận xét thầy Tabi rằng Pru HTLX Keng Keng 10 Khana En Pen Khơn Slat Mắc Khít Hi Chok Si Pras Kwam Sarek. What the hell? Đá hơi nặng một chút, hơi nặng một chút. Son Heung-min. Son Heung-min. Tập trung nhé, tập trung đá nghiêm túc, đá lên một phát chinh phục top 1 này được. Có biết
giả sử ở cái danh thái này chúng nó ăn cơm nhỉ, chúng nó nấu cỗ nấu tiếng như ở Việt Nam nhỉ. Tập trung yên tâm anh em ơi. Quả này kiểu gì nó chả sút, những cái thằng mà danh thấp thấp thì thường nó sẽ sút bên phải mà. Lấy đà cho cố đi, nó sút bên phải. Lấy đà cho cố đi. Lòn lắm. Pen chưa? Đừng có bắt, tẩy sút Pen đừng có bắt. Không bắt được, biết trước không bắt được ấy. Gunit. Sút như thế được chưa? Hả? Sút như thế được chưa anh em? Đó, sút như thế được chưa? Việt Nam chúng tôi gặp nhau trên danh là cứ mời nhau bữa cơm thân mật. Nó là phong cách của con người đất nước chúng tôi anh em ạ. Giới thiệu anh em bạn bè Nam Châu là như vậy, cứ đá FIFA gặp nhau là mời nhau bữa cơm. Cứ làm mâm 6, mâm 12 cái thứ ngồi hai anh em, cứ một thằng làm mâm 6, một thằng làm mâm 6 nữa là tổng là 12 người cứ ngồi với nhau vậy. Đây là còn chưa đến Tết đấy, Việt Nam đến Tết là long phụng xung vầy nữa thì thôi. Cả hai bên mỗi thằng 11 thằng ở nhà. Sao phải đá bóng nữa. Ở đâu Gullit cũng làm bố, còn game FIFA 4 này thì Gullit còn làm bá chủ. Quit chưa? Audi Pali Police. Viết nhà Police xe rồi. Audi ao luôn đi. Mày ao luôn, chat cho ao luôn để biết rồi đấy. À bọn Thái này trông, bọn Thái này kiểu danh này đối hình nó cũng được chứ nhỉ, đối hình cái thứ ok đấy. Cảm ơn Khải nha. A10 hôm qua đá mà nhìn sang A7 thấy thèm quá mặt nếu vớ vẩn thuê thị sĩ thì thôi nó kiện ra. thắng thị sĩ mà. Mọc đéo biết được đâu. Cũng đéo biết được đâu. Zagomet cộng 1 chạy đi mà đuổi nhau với Gullit cộng 5. Điêu vãi lìn cái game này. Zagomet cộng 1 cứ chạy song song thôi. Chạy song song với Gullit cộng 5. Chả hiểu cái chỉ số để làm gì. Chỉ số để cho nó vui thôi. Ui nó giật. Đó, thằng này có độ, thằng này là đánh giá là có độ tinh tế nhỉ. Cảm ơn Khải nhiều nhá. Phố 4 phần gây áp lực với quyết kiệt e để dưới 40 cảm giác thủ bị động VL, xem thầy chỉnh cao lên thủ chủ động hơn nhưng mà đổi trò chậm nó chọc cho té ri luôn. Cái phía 4 áp sát nhanh lên thì đối phương nó mới chuyền hỏng được, chứ còn nếu mà mình áp sát mà bị chậm ấy thì để nó ngắm nghía nó chọc thì lúc đấy bị động lắm, không thể thủ đâu. Cái quan trọng nhất là cái đổi trò này. Quan trọng nhất là cái đấy. Dù biếu. Gunit. Chỉ cần hai cầu thủ thôi là xong bóng đá. Chỉ cần đúng hai cầu thủ mới tấn công được. Đá bóng này thôi nhỉ. Đá bóng này đúng 50 like được. Bóng này vừa rồi phải được đúng 50 like. Thật sự luôn. Nếu anh em nào người thực sự biết về phía 4 thì quả bóng này phải được 52. Audi Bli bạn ơi. Bli bạn ơi. Audi. What do you mean bro? I wanna to quit. I want you quit game. Bro. Cái gì? Tại sao à? Tôi muốn thế. Ok. You very hay. I'm so sad. You very hay. I'm so sad. I like that. Con mèo nó mình mà đá cái gì nhở, mình mà đá với ở server Việt Nam tự nhiên thấy thằng nó chat đi mẹ nước ngoài mình chặn chat luôn đấy, tự nhiên thấy chat tiếng Anh cái thứ một chặn con mẹ chat luôn, nó cẩn thận. Mà thằng này chắc đi mẹ mới bú quả đá đều rồi,
Em nâng nhẹ hai hòn giái của thầy nha, thầy sắp xếp cho em vị trí ổn với ạ. À, nhận một lượt. Thầy Quang Huy, ok ok nhá. Mẹ tại thầy đang đi du học bên Thái, hẹn hẹn Quang Huy tối nay nhá, chắc chắn luôn, tối nay thầy sắp xếp mọi thứ ok. Ok chưa? Tối nay. Bye bye. See you again. Bro. 555. 555 bên tiếng Thái là ha ha. Đó. Để em nói với mẹ là con đang học tiếng Anh rồi. Mẹ biết mẹ vui đấy, mẹ biết mẹ vui nhiều ấy. Thật mà em hoàn trên lưng. Làm sao chuyển qua xem ở Thái vậy anh em? Bạn mua vé qua Bamboo ấy. Anh em mua vé qua Bamboo. Đi Thái bây giờ nó cũng rẻ mà, sang đấy đá. Thế là nhanh nhất. Top 1 thách đấu Hàn 5 loét cô thầy. Ok ok, top 1 rẻ hơn một nửa anh em. Rồi nhận kéo tao con Bihui nhá. À em nhầm, server Thái 500k và em sẽ nút trứng giái của thầy nha. Thôi thầy lấy 500k thôi nhá. Thầy lấy 500k thôi, cảm ơn tặng. Thầy còn nhường cái phần sau cho thằng nào ở trên kênh nhá. Thằng nào ở trên kênh là giái bự là nhường nhá. Thầy làm 5 lít. Thôi là qua nhường giveaway quay cho anh em trên kênh nhá. Sự nhịp nhàng nó vẫn có từ xe vào Việt đến xe vào Thái. Sự nhịp nhàng. Có bạn kêu em đá lông đít thầy nữa, em đá luôn nha. Thôi đừng đá đau em ạ. Đừng đá đau ấy. Đừng đá nhá. Thì đá nó đau lắm, tắc hiểu mất. Bố không tìm luôn đấy. Mày bắt đi. Mày bắt đi. Don Cruz Bro. Không hiệu quả là cái gì nhỉ? No wood. Your style is a not good. Is so bad. Is so bad. Game có tại sao game khen cái đó? Nó là cái boom có thể tạp. Em donate 500k em trói thầy bốn góc giường em nhìn được cô ạ. Thì mẹ trói bốn góc giường nhìn thôi em. Nhiều thế thì sao nhiều, 500 nhiều đấy, hơi nhiều đấy. Bớt tí đi. Nút gì thì nút thầy để dành cái lỗ rốn cho em liếm lát nhé ạ. Khi đi thôi mẹ kinh. Kinh mẹ rồi để xin nhẹ cái lỗ rốn. Kinh mẹ rồi tề đấy. Sao nó nghĩ rằng mấy thằng này đi, mấy thằng này cũng hệ là khổ dâm ấy chứ. Dù đi gờ với chúng tôi để dù đi gờ. Kinh mẹ rồi rất tìm bia hơi đấy. Audi mày đi. À, Audi ao bro. Nhầm chat tiếng Việt quen. Đợi tí. Audi. Yes, Thanh. À. Thanh thì Audi, con mẹ mày Thanh thì không ao. No. You not bad. I'm so good. Bro. Mày không phải mày kéo nó tao hay đấy. Chết. Người Thái người ta lịch sự thế nhở. Người ta thật đấy, cảm giác thật rồi đấy. Khọp khun kha để chắc cả bố mới chắc tiếng Thái luôn, nó cẩn thận nhá. I'm sorry bro. Bi cao. I'm so good. Không phải xin lỗi. Nó bị không phải xin lỗi nhá. Minh Thuận đã tặng cho Tabi 10.000 đồng. Coi cười phọt mẹ cơm mặt cười. Đi thẳng bây giờ Thái Lan này cũng lịch sự ấy nhỉ. 555. Khoa khun kha. À, bằng thank you. Đúng không nhỉ? Yep bro. Khoa khun kha bằng thank you. Sorry, bởi vì my English chưa tốt, not good. Ngôn ngữ tiếng Thái mới à? Gì cơ mà bao có
and buy. Giết and buy đi. Nói đi, cả tiếng Thái là pha, cả tiếng Thái và cả tiếng Anh vào nói chuyện với nhau. Có tin tưởng đa thi tiếng Việt vào vẫn hiểu. Mà con người nó vẫn hiểu nhau được. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu đã thích video thì đừng quên ấn like video và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.